Nó có đạo không? Không có đạo. Tôi phải chú tôi. Tôi nói là cơ bản là những người không có đạo lên đây mà nhận máy để mà chia sẻ làm chứng. Còn nãy giờ ở ai có phải chạy đến vậy? Thưa Pháp Gia, tôi nhận hỏi hôm nay là tôi chưa thân, theo là tôi chưa thân. Rồi, tôi tại tôi làm một cái máy để cho bạn nghe nha. Về dòng chú thương xót đây. Và đi về và tiếp tục loan truyền cho mọi người đồng chút thương xót và muốn xin các sự cầu nguyện nhé, mời bạn. Chúng ta vẫn thấy là vẫn ngôi sao có gì nó mọc lên cái đôi mắt rồi.